Dạ, em chào quý cô chú anh chị em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em chia sẻ cách nấu món chè Dưỡng Nhan với những nguyên liệu rất là đơn giản, dễ tìm mua nhưng vẫn đầy đủ những công dụng dưỡng nhan giúp bồi bổ sức khỏe, giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể và làm đẹp da. Món chè Dưỡng Nhan rất là thơm ngon, thanh mát. Em mời cô chú anh chị em cùng xem tiếp cách làm. Nguyên liệu đầu tiên em dùng ở đây là 200g hạt sen tươi. Mình dùng hạt sen tươi hay hạt sen khô đều được. Nếu mình dùng hạt sen khô thì mình phải ngâm ít nhất là 8 tiếng đồng hồ để cho cái hạt sen nó mềm ra. Hạt sen có rất là nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, tốt cho người bị tim mạch, tốt cho não bộ, giúp làm dịu thần kinh, giúp an thần ngủ ngon. Mà khi chúng ta ngủ ngon thì sẽ có một làn da đẹp. Và em dùng thêm ở đây là 400g củ sen. Củ sen này thì mình ăn rất là mát và nó cũng giúp cho mình an thần ngủ ngon luôn. Và củ sen và hạt sen thì hai cái thành phần này thì mình mua một chỗ luôn nè. Và chỗ nào có bán hạt sen tươi là sẽ có bán củ sen, cho nên mình mua sẽ rất là dễ dàng. Củ sen này thì mình sẽ bào vỏ ra, mình gọt bỏ cái lớp vỏ bên ngoài, rửa sạch rồi mình xắt khoanh ra. Và em dùng thêm vài cái lá dứa tươi để cái nồi chè Dưỡng Nhan của mình nó được thơm hơn nè. Em thích dùng lá dứa tươi hơn là dùng lá dứa khô, vì cái lá dứa tươi nó sẽ thơm hơn lá dứa khô. Và em dùng thêm ở đây là 15g nấm tuyết. Nấm tuyết thì thường mình mua sẽ là nấm tuyết khô. Nó như vậy nè. Thì về mình phải ngâm ra. Và cái này thì không có cần phải ngâm lâu. Em chỉ cần cho vô nước ấm tí xíu là chưa đầy 2 phút nữa là nó đã nở mềm ra rồi. Nấm tuyết thường có bán ở ngoài chợ, trong các cửa hàng tạp hóa hoặc là ở trong siêu thị cũng có. Hoặc là mình mua luôn ở tiệm thuốc Nam thuốc Bắc cũng có ha. Nấm tuyết thì mình ăn nó giòn giòn, sừng sực, rất là ngon. Và thường thì mình thấy nó hay có mặt ở trong các cái món chè dưỡng nhan hay là những cái món súp mà để dưỡng nhan đó. Là bởi vì nó có cái công dụng dưỡng da, giúp làm đẹp da. Nó có công dụng phục hồi những cái làn da khô do mất nước. Có công dụng giữ ẩm, giữ nước cho cái làn da của mình không bị mất nước, cũng như là giúp cho làn da của mình đủ nước và tươi trẻ. Giúp tăng sức đề kháng, chống lão hóa, tốt cho hệ thần kinh và còn phòng được nhiều bệnh khác nữa. Thêm nữa là 100g táo đỏ khô. Táo đỏ thì có vị ngọt, ăn ngon, giúp dưỡng nhan, tăng sức đề kháng, bồi bổ khí huyết, phòng ngừa ung thư và giúp chống lão hóa và một số công dụng khác nữa. Táo đỏ thì mình không cần ngâm, chỉ cần rửa và nấu là được rồi. Và 35g cau kỷ tử. Cau kỷ tử thì có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, cho nên thường được dùng để nấu những món ăn bồi bổ sức khỏe, cũng như là nấu những cái món chè dưỡng nhan. Cau kỷ tử giúp dưỡng nhan nè, tăng cường hệ miễn dịch, bồi bổ khí huyết, giúp bổ mắt, bổ máu, điều trị chứng thiếu máu, giúp giảm mỡ máu, giúp chống oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, đồng nghĩa là da của mình cũng được chậm lão hóa luôn ha. Kỷ tử và táo đỏ thì có bán ở trong các siêu thị, tại các cái quầy hàng đồ khô đó, quầy thực phẩm khô, còn hoặc là mình sẽ mua ở các cái tiệm bán thuốc Bắc, thuốc Nam đều có. Và hạt é, nếu như anh chị mua được cái hạt chia thì mình dùng hạt chia, còn không có thì mình dùng hạt é vẫn ngon và vẫn rất là tốt, ăn rất là mát và tốt ha. Cho nên là hôm nay em dùng cái hạt é là bởi vì em muốn chia sẻ để anh chị, nếu không mua được hạt chia thì mình vẫn có thể dùng được hạt é. Và nguyên liệu hôm nay em sẽ nấu với 2 lít nước, thì em sẽ dùng ở đây là 150g đường phèn. 150g đường phèn này thì nó không có quá ngọt, nó chỉ nhẹ nhẹ thôi. Tuy nhiên thì cái món ăn này, cái bổ dưỡng không có nằm ở đường. Đường là chỉ giúp cho cái món ăn của mình thêm thơm mát, nó ngon hơn thôi, chứ không có công dụng dưỡng nhan gì ở trong đây ha. Cho nên mình, nếu như mình không thích dùng đường thì mình có thể bỏ đường, hoặc là mình dùng ít đường hơn cũng được. Hôm nay em chỉ lựa chọn những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm mua nhưng vẫn có đầy đủ những công dụng dưỡng nhan, để cho chị em ai cũng có thể dễ dàng mua được nguyên liệu và nấu cái món này ha. Bởi vì có một số nguyên liệu như là tuyết liên, tuyết yến, long nhãn các thứ thì có một số nơi chị em sẽ khó mua, thì mình sẽ nấu với cái công thức này. Và nếu như chị em nào muốn em nấu cái món chè dưỡng nhan đầy đủ nguyên liệu hơn thì hãy để lại comment bên dưới. Lần sau em sẽ nấu đầy đủ nguyên liệu ha. Trước tiên thì mình sẽ ngâm hạt é. Hạt é thì mình sẽ ngâm trước, mình để đây. Mình chỉ cần cho một ít, một tí xíu thôi, muỗng cà phê vào trong cái ly nước lọc. Khuấy đều lên để đây, cho hạt é nó nở ra. Còn cái phần này thì mình cho vào cái túi lớn, mình cột kín lại để lần sau mình dùng tiếp. Trước tiên em rửa sạch hạt sen và cho nửa lít nước vào, em nấu luộc chín trước nè.
Bởi vì hạt sen mình nấu chung với đường á, sợ đôi khi nó bị sượng đó. Nấu khoảng 10 phút á, thì hạt sen nó vừa chín tới. Thì lúc này mình sẽ vớt hạt sen ra. Cái nước luộc hạt sen nó thơm cho nên là mình không có cần bỏ ha. Rồi em cho thêm vào đây là 1,5 lít nước nữa. Mình cho đường phèn vào mình nấu cho nó tan trước nè. Mình nấu xíu để cho đường tan. Xong rồi mình dùng cái rây á, mình vớt những cái chỉ nè. Ở trong đây nó có mấy cái chỉ của cái đường á. Xong rồi lúc này em sẽ cho củ sen đã gọt vỏ và cắt khoanh ra sẵn rồi nè, mình cho vào nấu trước. Cho táo tàu đã rửa sạch mình nấu luôn. Lúc nãy em quên nói anh chị để lá dứa. Mình để lá dứa vào cùng lúc với táo đỏ và hạt sen luôn cho thơm ha. Sau khi 10 phút nấu táo đỏ và hạt sen thì bây giờ em sẽ cho hạt sen đã luộc chín lúc nãy nè. Cái này là hạt sen luộc vừa chín tới. Bây giờ thì mình sẽ cho tiếp vào. Và em cho nấm tuyết đã được rửa sạch cắt nhỏ rồi nè. Nấu thêm 5 phút nữa. Vì nấm tuyết không cần nấu quá lâu và hạt sen thì cũng đã chín rồi. Tùy cái hạt sen anh chị luộc cái mức độ chín như thế nào thì có thể từ 5 đến 7 phút. Anh chị múc lên một miếng hạt sen mình ăn thử coi nó đã chín bùi chưa. Nếu mà bùi là được ha, thì có thể là từ 5 đến 7 phút. Sau đó thì mình sẽ cho kỹ tử vào, kỹ tử đã được rửa sạch. Mình cho vào, mình khuấy đều lên rồi mình tắt bếp luôn. Vì kỹ tử thì không cần nấu lâu ha. Mình nấu lâu quá thì cái kỹ tử nó sẽ bị chua và nó nát ra. Và nó cũng mất chất nữa. Rồi mình gấp cái lá dứa này ra. Như vậy là xong. Còn cái hạt é thì mình không có cần cho vào đây. Món này thì mình có thể ăn nóng. Nhưng mà ăn nóng thì không có ngon bằng ăn lạnh. Mình sẽ để cho thật nguội xong rồi mình pha chung với hạt é thì mình ăn luôn. Thì ăn lạnh nó sẽ ngon hơn. Sau khi chè nguội hẳn hoàn toàn thì mình có thể cho hạt é vào. Hoặc là mình khi nào mình ăn mình cho riêng cũng được. Đây, chè dưỡng nhan. Không cần đầy đủ nguyên liệu, mình vẫn nấu được cái món chè dưỡng nhan rất là ngon lành. Vừa phục hồi sức khỏe, vừa bồi bổ sức khỏe, vừa duy trì sắc đẹp nữa. Cho nên gọi là chè dưỡng nhan. Tuy là không có đầy đủ nguyên liệu nhưng mà tất cả những nguyên liệu ở đây đều có đầy đủ những cái công dụng để chăm sóc nhan sắc, để duy trì nhan sắc, chống lão hóa. Sau khi nấu xong để nguội thì mình có thể mình chia ra thành từng chai nhỏ, hoặc là mình chia thành phần từng phần nhỏ mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Mình để lạnh lạnh thì ăn rất là ngon. Và mình có thể là mình cho vào từng chai rồi mình mang đi làm, đến chỗ làm cũng được. Món chè này bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì mình có thể được khoảng 3 ngày. Mình nên ăn trong vòng 3-4 ngày trở lại thôi, không nên để quá lâu ha. Tại vì đây là mình nấu tự nhiên á, mình cứ tưởng tượng giống như là canh gì đó, cho nên là giống như chè đậu bình thường á, cho nên mình không có nên để lâu ha. Đó, nhìn rất là hấp dẫn. Món chè tuy là nấu nguyên liệu rất là đơn giản nhưng mà hấp dẫn vậy nè. Em rất là thích ăn cái món này khi mà mình để trong tủ mát á, lạnh lạnh, rất là ngon. Không cần để đá, không cần gì hết á, vì mình nấu cái độ ngọt nó rất là vừa phải, nó vừa ăn lắm, không có quá ngọt, cho nên là nếu mình để đá nữa là nó bị lạc. Cái hạt sen á, nó chín bùi. Cái hạt sen nó chín bùi nhưng mà nó không có bị vỡ, nó không có bị nát nè. Nó vẫn nguyên hạt, nhìn nó vẫn hấp dẫn, không có bị nát. Còn cái nấm tuyết á, thì ăn nó giòn giòn, sừng sực, ngon lắm. Cái độ ngọt, đặc biệt là cái độ ngọt á, nó vừa lắm. Nếu mà chị em thích ăn nhạt á, thì mình bớt đường. Còn nếu mà thích ngọt hơn thì thêm á. Nếu mà ngọt giống như người ta bán á, thì phải là 200g đường, 2 lít nước thì là 200g đường mới đủ. Còn ở đây là em nấu nó vừa hơi ngọt nhẹ thôi. Và cái ngọt thanh của cái đường phèn á. Nói chung là ăn ngon, thơm, thơm mùi lá dứa. Còn cái táo tàu nè, anh chị thấy nè, nó vừa chín, nó vừa nứt tới nè. Không có bị nát, không có bị vỡ ra, không bị tan nát cái vỏ ra. Đây, vừa chín vừa nứt luôn nè.
bên trong rất là mềm. Cái củ sen thì ăn nó giòn giòn thanh mát, cái mùi vị kiểu như là xăm bổ lượng á. Nói chung là sự kết hợp này rất là hài hòa và thơm ngon. Cho nên là nếu như những bạn nào mà không có tìm mua được đủ nguyên liệu á, thì mình cứ nấu như thế này. Bởi vì hôm nay mình nấu cái công thức này á, là ở đâu cũng có thể mua được những cái nguyên liệu này hết á. Mình nhắc lại một lần nữa là hôm nay mình nấu cái công thức này á, là cái công thức đơn giản để cho tất cả các bạn, những bạn mà ở những nơi không tìm mua đủ nguyên liệu thì vẫn nấu được cái món chè đầy đủ dinh dưỡng để bồi dưỡng nhan sắc của mình. Còn nếu như bạn nào muốn mình nấu cái món chè dưỡng nhan đầy đủ, đúng đủ 12 vị thì hãy để lại bình luận bên dưới, hôm nào mình sẽ chia sẻ ha. Như vậy là em vừa chia sẻ xong cách nấu món chè dưỡng nhan với những cái nguyên liệu rất là đơn giản, dễ tìm mua. Em cảm ơn cô chú, anh chị em và các bạn đã xem hết video. Nếu thích video thì cho em xin một like và một nút đăng ký kênh, và nhớ ấn luôn cái chuông để nhận được thông báo khi em ra video mới. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.